Trước màn ảnh, bà con đang xem là hình ảnh công ty cây xanh Gia Nguyễn đang tiến hành bốc cây lên xe tải, chuẩn bị giao 10.000 cây phi lao cho Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam gửi tặng các chiến sĩ ở đảo Trường Sa nhằm góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Cây phi lao cung cấp cho quý doanh nghiệp có chiều cao từ 50 đến 60 cm, được kiến gốc từ 0.8 đến 1 cm. Cây được ươm trong bầu quy cách 13 x 16 cm, có nhiều rễ tơ và đều đủ ngày tuổi xuất vườn. Cây thẳng, xanh tốt, không sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Nhằm giúp cho việc vận chuyển và kiểm đếm cây giống được dễ dàng và nhanh chóng, cây phi lao được chúng tôi đóng gói 10 cây vào một bịch. Phi lao là loại cây có nguồn gốc chính từ Australia và những đảo thuộc phía Tây Thái Bình Dương. Người Pháp đã đem cây phi lao vào trồng ở Việt Nam từ năm 1896. Hiện nay, phi lao đã trở thành một trong những loài cây gỗ quen thuộc của Việt Nam. Hầu hết các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đều trồng phi lao trên các bãi cát ven biển, bìa rừng, ven rừng. Đây cũng là loại cây được trồng chắn gió cho đồng ruộng rất phổ biến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải miền Trung. Gỗ phi lao là loại củi tốt nhất trong các loại cây, ngay cả khi tươi củi cũng cháy tốt. Cành lá phi lao rụng dưới rừng là nguồn củi đun chủ yếu cho nhân dân ở vùng ven biển. Lá cây nhiều cellulo nên dùng làm bột giấy thô và là nguồn thức ăn tốt cho trâu bò. Công ty chúng tôi đang có vườn ươm tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và vườn trưng bày cây giống ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng và bà con có nhu cầu mua cây phi lao, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline 0937670722 bên phải phía trên màn hình để được tư vấn và báo giá. Cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng và bà con.